Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn nhảy các khúc đang hot rần rần ở trên TikTok, đó chính là các khúc nâng cái ly nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên động tác mình sẽ đặt cái tay lên và đưa lên như này, nhún chân xuống 2 lần. 1 and 2 và lần 3, 4 là mình sẽ gạt cái tay lên xuống như này và nghiêng đầu. Qua 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 qua. Rồi mình sẽ vẽ cái phần tay của mình qua bên trái, bên phải, kèm theo đó là đánh cái phần hông nha. Trái và phải. Ok, thì phần hông thì Bin đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, thì mọi người có thể lên kênh của Bin và xem lại nha, hoặc là Bin sẽ để video ở đây nha. Rồi, làm lại nha. Đặt tay lên, nhún 1, nhún 2, and 3, 4 và 5 và 6, hấp 7, hấp 8. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay lên như thế này. Rồi, để hai tay mình đập vô nhau thành hành số 2 ha, đang số 1 nè, đập vào là hành số 2 và dẻ cái tay mặt cười. Sau đó mình sẽ xoay hai phần tay qua bên trái, hai phần tay qua bên phải, rồi đưa tay múa quạt một cái và gõ. Rồi sau đó là câu cuối cùng, xoa bụng và dằn một cái. Ok, mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 5 6 7 đi, đặt tay hất lên, hạ nghiêng qua và vẽ, gõ, chỉ, 2, vú, qua, 1 và 2, 3 và 4, đặt tay, múa quạt, đập, xoa và đổi bên và dần. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong các khúc nâng cái ly rồi, thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.